Xe này được cái là mâm và bốn cái vỏ là mới tinh luôn. Cái xe này được chủ người ta dán kính chống nóng của Mỹ nè, rất là mắc tiền. Dán một bộ kính chống nóng mà của Mỹ hàng cao cấp như thế này á, là người ta dán toàn cái xe luôn, nó phải từ mất hết từ 6-7 triệu. Dòng này là mình thích nhất là cái gì, cái mỏm xe này nè, nó dùng nhìn giống như con A Black đời 2020 này mới vậy, nhìn rất y chang luôn, mình rất là thích. Xe này thì mình thấy rất là hoàn hảo mà giá rất là hợp lý. Km xe này đi thì rất là ít, 68.000 thôi. Và xe này nó có chế độ tiết kiệm xăng, có snow top, nó rất là dễ xài, nhấn là tắt, nhấn là chạy, điều chỉnh thích hợp được cả luôn. Âm thanh là nghe gọi cuộc gọi nó rất tật. Về chiếc xe này thì khá là êm ha. Xe này được sở hữu 4 cái vỏ mới. Mình đi từ hôm qua đến giờ trong Sài Gòn mình đổ 500.000 mà mình đi nó hết có chút chút à. Xe này nó có cái tính năng gật gù rất là hiện đại ha. Này này, kéo ra nè. Mà gầm cao nữa, đi rừng đi rẫy. Xấu chút xíu đi vẫn tốt nữa. Ví dụ như là mình kéo ghế ra có thể là mình kéo xuống này. Xe này anh em mà thích test hãng thì Pháp Anh cũng bao anh em test hãng thoải mái luôn ha. Hello, xin chào tất cả bà con nha. Hôm nay tiếp tục chia sẻ thêm cho bà con một chiếc xe Defender đời 2019 nha. Xe này rất là đẹp luôn. Thì mình cũng vừa mới đưa về từ miền Tây thôi. Xe thì gia đình đi ha. Xe này xe gia đình đi 9 cống luôn. Rất là chất luôn, không lỗi một tí nào luôn. Tai nạn không có, ngập nước không có, không có lỗi một cái gì luôn. Xe này mà anh chị nào mà sở hữu được nó thì rất rất là tuyệt vời ha. Thì bây giờ anh chị với cùng Pháp Anh đi một vòng cái xe này xem coi có ok không ha. Riêng về nội thất thì tuyệt vời luôn. Xe này thì đang xài cái màn hình zin theo xe này. Đó, đây là cái màn hình zin theo xe này, chứ chưa phải là màn hình mới nha. Thường thường bây giờ là người ta mua về là người ta thay cái màn hình mới. Nhưng mà cái dàn âm thanh này mà Pháp Anh thấy rất là hay, và có camera gear zin theo xe luôn. Camera gear zin theo xe này, gear, đó, camera có đúng không? Mình thấy cái màn hình này với âm thanh mình bỏ vô mình đánh nó rất là chất luôn, cho nên là mình đi im luôn. Chứ còn nếu mà âm thanh nó mà kém thì mình đã thay luôn rồi. Km xe đi thì rất là ít, 68.000 ha. 68.000 nè. Vô lăng thì tuyệt vời rồi, không có gì phải chê đây. Thì nói về xung quanh xe thì không có cái gì mà gọi là để điểm chê hết nè. Gặp gương thì đầy đủ hết. Gặp gương đầy đủ hết ha. Bây giờ bà con cùng Pháp Anh đi qua bên ngoài để xem thử chiếc xe này nó ok hay không ha, như thế nào. Đây, bây giờ bà con nhìn thấy không? Xe này được cái là mâm và bốn cái vỏ là mới tinh luôn. Ha, bốn cái vỏ là gần như là mới luôn. Xe này nói chung là người ta đi ít, năm nay cái vỏ nó còn gai nhiều ha. Gai nó còn nhiều. Thì anh em nhìn thấy không? Xe này ha, xe này tiết kiệm nó nha, 100 cây dòng này nó chỉ có 5 lít mấy thôi, 100 cây thôi. Nó xe này mình chưa có làm gì hết. Mình thùng mình cũng chưa rửa luôn ha. Nói chung là mình cũng chưa đánh bát, chưa làm gì luôn. Mình thấy cái chất xe đẹp quá nên mình để mình đi luôn. Mình chưa làm gì hết. Xe này thì ghế anh em nhìn thấy không? Rất là ok ha. Chất lượng xe này. Xe này có hai remote nha, zin theo xe luôn. Về phần đầu xe thì bà con nhìn thấy rõ luôn. À, vỏ nè, bốn cái vỏ nè. Bốn cái vỏ. Đó, đầu xe nè, rất là tuyệt vời. Dòng này là mình thích nhất là cái gì? Cái mỏm xe này nè. Nó dùng nhìn giống như con A Black ha. A Black mà đời mới bây giờ. Đời 2020 đời mới giờ nhìn rất y chang luôn. Mình rất là thích. Cái lúc mình cái Honda nó ra mình đã nhìn là mình đã kết rồi, mà khi mà nó ra cái mẫu này mình đã kết hơn. Xe này thì bị chầy xước gốc này, mình đang cũng cho sơn này nè, nhưng mà Pháp Anh nghĩ là để rin như vậy có nghĩa là hay hơn ha. Còn không thích thì mình sơn bạc, nhưng mà mình sơn sợ nó khác màu, nó không đúng zin ha. Còn về phần đầu này thì nghiêm. Xe này thì biển số 64 ha, đời 2019 luôn, mà biển số đẹp nữa. Anh em mua chỉ cần ủy quyền thôi. Pháp Anh nói bà con là bà con khỏi phải rút hồ sơ vậy đó, tại vì cái xe này thì cứ đi 5-7 năm xong mình cứ ký, mình khỏi phải tốn phí. Bây giờ xe này mà rút nhập thì cũng mất hết rất là mớ cả, ít nhất cũng phải 4-5 triệu ha. Về xe này xi nhan gương nè, bị chảy xước nhẹ nhẹ nè, đúng không? Ở xước nhẹ nhẹ, sơn zin nguyên xe luôn. Đây chỗ này cũng bị xước nhẹ nhẹ tí xíu nè, mình nghĩ đánh bát là hết nhưng mà mình chưa làm. Có cái chỗ này đánh bát chắc không hết rồi, chỗ này mình tính dán bộ tem là nó sẽ lấp luôn ha. Còn những cái phần khác thì bà con Pháp Anh nghĩ là không cần. Về phần đít xe mà con nhìn thấy không, xe này là bốn cái vỏ của cái xe Innova kia mình mới lấy thay vô ha, cho nên mình chưa có chạy đi được. Xe này mình đang để đi từ hôm qua nha. Anh em nhìn cái phần đít xe này, nó xe này nó 7 chỗ ngồi, nhưng mà khi mà mình gấp cái hàng ghế này xuống mình có thể chở hàng, chở đồ rất là tiện.
Xe này là mình đang để đi mấy ngày nay, là mình đổ 500 ngàn mà mình đi mệt luôn bà con. Xe này là 500 ngàn mà đi mệt luôn. Cái xe này được chủ người ta dán kính chống nóng của Mỹ nè, rất là mắc tiền. Dán một kính chống nóng mà của Mỹ hàng cao cấp như thế này á, là người ta dán toàn cái xe luôn, nó phải từ mất hết từ 6-7 triệu, không phải trăm. Còn mình dán loại rẻ tiền hoặc là cái loại mà gọi là mờ thôi thì nó hết có, nó có mấy trăm ngàn, nó hết đâu có 400-500 ngàn thôi là đã xong chiếc xe rồi. Mà hàng cao cấp của nó rất là mắc tiền, đúng của Mỹ luôn, hàng cao cấp luôn. Là khi mà mình đậu trời nắng này, có thể là mình đậu 1 tiếng, 2 tiếng là cảm giác không có xi nhê gì, rờ là cảm giác chỉ có mất mát thôi. Nó là xịn mà nó xịn tới cỡ đó đó bà con. Nách cửa này mới tinh. Xe này được chủ lên bộ ghế da mà da xịn luôn ha. Chứ cái đúng của này là bằng nỉ nha bà con, đúng nỉ thôi. Nhưng mà được lên da xịn luôn, mà mình cảm giác là cái da này người ta may rất là đẹp ha. Miền quê mà người ta may cái da như thế này rất là tốt rồi. Mới lạnh là tuyệt vời luôn, nó thổi luôn. Dạng lạnh mà nó có là lạnh teo. Xe này Pháp Anh bán với cái giá rất là hợp lý, tại cái xe này mình mua rất là rẻ. Xe này mình bán với cái giá là 540 triệu nha. 540 triệu cho bà con mình, để bà con mình có thể sửa con xe này. Xe này về phần đầu hai bên, xe này mình chưa tẩy rửa, chưa làm gì hết. Bà con nhìn thấy cái phần đầu hai bên không? Máy này bà con nhìn thấy là máy zin chưa bung luôn. Máy này bà con đưa ra 4.0 mà con tẩy một cái là mới tinh luôn. Nhưng mà mình đang để đi nhưng mình chưa có làm gì tới ha. Ốc này. Đây là cục ABS nè ha. Về phần capo nè bà con nhìn thấy zin nguyên không? Đây là cái tấm zin nè. Xe này mà đưa vô 4.0 mình tẩy một cái là mới luôn, là mình nhìn không ra luôn. Rất là tuyệt vời một con xe. Xe này thì còn mới đời 2019 mà. Nói về một thì chắc chắn một điều là khỏi còn phải nói tới luôn. Pháp Anh đang đứng ngay siêu thị Aeon, khu vực Tên Lửa. Anh em bà con nào muốn mua xe này thì cứ đến trực tiếp ô tô Pháp Anh. Còn ở xa thì có thể bây giờ mùa dịch cũng không đi coi xe được. Bà con có thể là sẽ đến trực tiếp tại khu vực Tên Lửa này. Cứ lên, nếu mà nhà có xe nhà thì đi. Còn mà nếu mà đi xe đò thì không nên. Hạn chế đi rất là nguy hiểm vào cái mùa dịch này. Bà con có thể là sẽ đến bến xe miền Tây, là tới bãi xe của mình rồi ha. Tại vì bãi xe mình cách chỉ có một cây số thôi, ngay bến xe miền Tây. Thì bây giờ bà con muốn mua cái xe này chỉ có việc đặt cọc thôi ha. Đặt cọc là mình sẽ giữ xe lại, hoặc là mình sẽ giao cho bà con. Mình sẽ coi đánh bát, mình sẽ làm những cái chỗ nào cần thiết nhất mình sẽ làm. Và bà con nào muốn đổi xe thì cứ liên hệ cho mình theo số điện thoại 07755222 hoặc số điện thoại 0988111554. Sẽ gặp trực tiếp nhân viên bên Pháp Anh để nhân viên Pháp Anh sẽ làm việc cái xe này ha. Xe này thì mình thấy rất là hoàn hảo mà giá rất là hợp lý. Giá thị trường của anh thấy là xe này đang bán là tới 580-590 ha. Trên chợ tốt hiện giờ Pháp Anh cũng thấy anh đang dò giá, nó là giá cũng rất là cao. Còn cái xe này thì anh em ở Sài Gòn mà mua về nhập thì rất là đắt, nó phải từ 20 mấy triệu ha. Còn anh em ở tỉnh thì bình thường. Đó. Xe này mà con nhìn thấy máy lạnh nó đủ, nó sẽ ngắt và nó sẽ êm không, và khi nó gồng lên máy lạnh lên là nó sẽ hơi kêu một chút xíu. Thì bây giờ bà con cùng anh đi dạo một quanh để cảm nhận cái xe này như thế nào ha. Tốt, nó rất là dễ xài, nhấn là tắt, nhấn là chạy. Và xe này nó có chế độ chế độ tiết kiệm xăng ha. Eco là tiết kiệm xăng ha. Và có chế độ báo, đây là Eco này. Mình đang bật chế độ Eco này ha. Là tiết kiệm xăng, là nó nằm phía bên này, phía bên tay trái bà con, mình cần ngay cái chỗ cần gạt ha. Và điều chỉnh thích hợp tất cả luôn.
âm thanh là nghe gọi cuộc gọi nó tất tật. Xe này nó có cái tính năng gật gù rất là hiện đại ha. Nè nè, kéo ra nè, ví dụ như là mình kéo ghế ra, có thể là mình kéo xuống này kéo lên thục xuống, gập lên gập xuống rất là hay. Nhưng mình đây là cái người mình cần cho nó sát cái tay để đỡ mỏi tay nè, thì mình kéo vậy, còn mình muốn để thì mình để dài rất là nhiều, rất là hay luôn. Và cái xe là Mitsubishi này, đúng không, biển số 64A Mitsubishi Xpander đúng không, 2019 Indonesia. Đó, xe này nhập từ Indonesia nha anh em, cải tạo là không, thì niên hạn dòng này là vô biên luôn, không có hết hạn, ngày 26 tháng 11 năm 2021, rất là dài ha. Cái dòng xe này là động cơ nó chỉ có 1.5 thôi, 1499 đúng không. Và cái cân nặng của cái xe này là 1 tấn 2, 1 tấn 2 chạy tốc độ mà khoảng cỡ 120 thì nó chạy khoảng cỡ 100 thì rất là êm, 120 thì nó hơi bê một chút xíu, tại vì nó nhẹ quá và nó cao nữa, nó hơi bồng bềnh. Nếu mà mình chạy quá nữa thì nó rất là nguy hiểm ha, vô tình gió mạnh hay là có một cái trường hợp gì đó thì mình thắng thì nó rất là nguy hiểm. Cho nên là Pháp Anh khuyên mà con không nên chạy mấy mức độ 120, chỉ 100 là vừa hết, mà chở nặng, chở đông người thì có thể là mình sẽ kéo ráng được chút xíu được nha. Riêng xe này, tại xe này mình có đi một lòng, mình có chạy một chiếc rồi. Về chiếc xe này thì khá là êm ha. Xe này được sở hữu 4 cái vỏ mới. Mình đi từ hôm qua đến giờ trong Sài Gòn mình đổ 500 ngàn mà mình đi nó hết có chút chút à. Con nhìn thấy không, cái tay lái thả rất là đầm luôn. Và xe này thì nó có rất là nhiều chức năng trên cái xe này. Màu trắng, xe này màu trắng ha. Xe này là có 7 chỗ ngồi thôi nè. 7 chỗ ngồi, vậy là trừ đi tài xế còn có 6 à, có 6 chỗ ngồi. Remote thì hai cái, đây một cái nữa ha. Đây một cái là riêng theo xe luôn nha, remote này là remote còn riêng luôn. Hai cái ha. Một cái thì mình bỏ vô túi, một cái mình cất ở nhà. Đi đâu mà khi vô tình có chuyện thì mình sẽ lôi chiếc ra ha để mình xử lý. Bãi xe của mình thì nằm ngay khu cấp cứu bệnh viện quốc tế. Bệnh viện quốc tế nè. Đó, bệnh viện quốc tế City ha. Rất là dễ tìm. Thôi, chắc Pháp Anh cũng kết thúc video. Hẹn gặp tất cả bà con với những video tiếp theo nha. Dòng xe này nó có hai dàn lạnh nha bà con. Dàn lạnh phía sau này rất là tốt nè. Nhưng mà cái dòng Xpander này nó sướng cái mà gia đình mà đi chơi mà khoảng 2 vợ chồng, 3 đứa con là gập hết cái ghế này lại là như là một cái giường nằm luôn, như một cái phản luôn. Kích thước của nó là nó dài bằng cái người mình luôn. Cỡ như Pháp Anh là cao gần 1m7 là mình nằm là vừa hớp luôn. Nói chung là còn dư một khúc này. Đó, là bà con đi là mà gầm cao nữa, đi rừng, đi rẫy, đi đường nói chung là xấu xấu chút xíu đi vẫn tốt nữa, không có sợ là bị cạ gầm nha. Thôi, bye bye, hẹn gặp tất cả bà con nha.